Hello, chào các bạn. Hôm nay là ngày 25, còn đúng 2 ngày nữa là iPhone 12 chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Mời các bạn vô đây. Phòng kinh doanh. Đây, vô coi hôm nay nhập hàng gì đây. Nãy mới thấy về một đống hàng đây các bạn. Nhưng mà hôm nay là về một đợt đầu tiên thôi, ngày mai sẽ có tiếp một cái đợt hàng nữa. Đó. Đây. 12 Pro 256 cộng 512 để coi cái gì trong này. Cái thùng này bây giờ cái iPhone nó mỏng lắm các bạn ha. Đây nè. Ngày xưa là hai cái như vậy á, hai cái hộp như vậy nè là mới được bằng một cái, bây giờ là một cái là nó mỏng còn có nữa. Đây là cái 12. Còn cái này là cái gì? Cái này là 12 Pro, cái hộp mỏng chút xíu à, như hộp thuốc lá luôn các bạn. Đó thì hàng này hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam bắt đầu nhập kho. Còn cái thùng này là cái gì? Pro Max 256. Để mở ra coi. Đó, màu xanh năm nay hot lắm nè. Thì cái chữ màu nào là cái máy màu đó, cái trái táo cũng vậy. Đó. Đang nhập hàng. Rồi cái này là cái gì? Có cái mini không ta? Có mini, coi thử cái hộp mini. Đây, cái màu đỏ đó nè. Mấy cái màu trắng trắng này, đây coi cái hộp gì đây. Cái này là cái 12 bình thường. Đây, 12 bình thường màu đen, màu đỏ. Thì cái hộp nó màu trắng. À. Như vậy là cái 12 Pro là hộp đen đó không Phước? Dạ, Pro mắt đen. Pro mắt đen. Còn cái hộp mà màu trắng á là cái 12. À, đây cái mini phải không? À, mini nè, mini nghe nhiều bạn khen lắm đây. Wow, cái hộp chút xíu như hộp thuốc lá luôn các bạn. Đó, hộp chút xíu à. 12 mini nè, màu xanh nè, 256 nè. Đó, đây màu đỏ nè. Đó, chút xíu à. Đó. Cái thùng này là thùng 12 mini. Mini thì rất đẹp nhưng mà khách ít đặt hàng hơn. Còn cái này là gì? Nặng quá. Qua. Wow. Đây là một cái thùng hàng từ bên hãng nhập qua. Đây. Đây tên tuổi nè. Đó. Bây giờ nặng lắm, nhìn nhỏ nhỏ và nặng lắm. Rồi giờ bưng cái thùng này ra coi. 12 Pro Max 128 cộng 512. Bưng ra coi. Nặng. Ồ, nặng. Đây. Đó. Đây là một cái rớt ra một cái. Đây là cái 12 Pro Max 512 nè. Cái này là màu vàng. Đó, một cái thùng chút xíu này để coi bao nhiêu cái nha. 2, 4, 6, 6, 6, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cái. Chứ thùng chút xíu mà 28 cái luôn. Tức là đợt này Apple họ làm mỏng xuống. Cái hộp siêu mỏng luôn, cho nên là họ tiết kiệm được cái vận chuyển ha. Cái kho vận chuyển. Rồi là chi phí vận chuyển do bỏ đi cái củ sạc ở trong này và cái tai nghe luôn. Rồi bây giờ mình lấy một cái, lấy một cái khui hộp cho các bạn coi. Màu trắng. Màu trắng thì nó ghi là màu silver nha các bạn, chứ không có màu trắng ha. iPhone 12 Pro Max Silver 512. Lấy một cái này mình dùng. Cách các bạn nhận biết cái iPhone chính hãng Việt Nam là các bạn thấy tên sản phẩm, rồi cái hộp bao gồm, nói chung là tiếng Việt nó in ở đây. Rồi sản phẩm được nhập bởi công ty nhập khẩu nè, nhà nhập khẩu nè, công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Việt Nam, địa chỉ phòng 901 tòa nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn đàng hoàng ha, tức là thông tin đầy đủ bằng tiếng Việt hết. Và dưới là tên sản phẩm, đó, iPhone 12 Pro Max Silver. Đó, bản 512GB và đây, điện người ta ghi tiếng Việt luôn nè. Điện thoại di động iPhone 12 Pro Max năm sản xuất 2020 luôn.
về tiếng Việt hết, tức là phiên bản dành riêng cho thị trường Việt Nam, và những cái thông tin này nó đóng bên trong cái hộp luôn chứ không phải là họ dán tem ở bên ngoài nữa ha. Đây là cái hộp iPhone 2012, mỏng bằng một nửa cái hộp năm ngoái thôi đó. Rồi, sản phẩm chính thức lên kệ từ ngày 27 tháng 11. Bây giờ mình khui một cái để mình dùng và mình quay cho các bạn xem luôn. Tuy nhiên, 1, 2, đó, ở trên này không có một cái gì hết các bạn ha. Nó có một cái miếng giấy và nó có một cái lỗ camera lõm xuống để in vô cái camera này, giúp cho cái máy nó không có lắc lư trong quá trình vận chuyển luôn, cứng luôn. Và đây là cái wow, 12 Pro Max màu trắng, màu silver các bạn. Ba cái con mắt lồi lên như là con cá thời lồi luôn. Wow, chắc là chụp hình và quay phim đẹp lắm đây. Rất đẹp các bạn ha. Mình nghe nói là cái khung này nó sẽ rất là dễ bị xước. À, anh Cù Hiệp anh có bài viết rồi. Cái inox này rất dễ bị xước. Cái này là thép không rỉ cao cấp, stainless steel. Nó kiểu như inox, cho nên mình nghĩ là nó bị xước dâm á, là chuyện quá bình thường. Thì trong quá trình sử dụng thì mình sẽ bị, hoặc là mình để trong cái ốp lưng nó sẽ bị xước dâm. Tuy nhiên thì cái này mình nghĩ là một thời gian các bạn có thể đánh bóng được, đánh bóng được. Wow, đẹp không Phước? Đẹp anh. Trời ơi, màu trắng phải nói là xuất sắc luôn các bạn ơi. Năm nay họ làm một cái miếng giấy guarantee dán trên màn hình bằng giấy luôn, mà không phải là cái miếng nhựa trong suốt. Để trên giấy các bạn thấy ha, nó có những cái ký hiệu đơn giản thôi là mình nhìn mình biết. À, đây là chỗ gấm sạc nè, bên đây là nút nguồn nè, bên đây là tăng giảm volume và ở đây là tắt chuông. Đó, trời ơi, cái màu trắng nó đẹp. Wow, cái điện thoại này hôm nay là ngày 25 các bạn ha, ngày 27 mới được bán. Cho nên là hàng chính hãng, cho nên là bên Mai Nguyên đã cam kết với Apple là không được kích hoạt trước 0 giờ ngày 27. Mình đã ký cái cam kết đó rồi, cho nên cái máy này mình không có bật nguồn. Mình chưa có bật nguồn và chưa active và mình chưa dùng được. Mình chỉ khui nhanh để các bạn nhìn thấy và hiểu được, biết được là cái máy chính hãng nó như thế nào thôi ha. Máy đây là bản thương mại ha. Đó. Rồi sau này mình sẽ làm nhiều clip hơn để chia sẻ với các bạn về cách sử dụng cũng như những cái hay ho của nó ha. Rồi cái hộp nó mỏng dánh gì đó. Ở dưới là miếng xốp. Ở trong cái hộp nhỏ nhỏ này thì nó cho mình một cái cây chọc sim, một cái tờ giấy hướng dẫn chút xíu vậy thôi, rồi một cái logo trái táo để mình dán lên chỗ nào mình thích ha, dắt dán lên chiếc mô tô. Rồi một cái cọng cáp thôi, Lightning. Sau cái clip này thì mình sẽ làm nhiều cái clip chia sẻ về những cái phụ kiện để các bạn ở xa các bạn tiện dễ để lựa chọn ha. C2 Lightning. Đó, các bạn mua thêm những củ sạc, mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn mua những củ sạc tương thích với cái Apple này ha. Đó, nó cho mình chỉ duy nhất một cái cọng cáp thôi, bỏ vào đây. Cho nên cái hộp nó bé tí tẹo, mỏng dánh luôn. Họ nói là bảo vệ môi trường gì đó, mình không biết, nhưng mà cái quan trọng là họ tiết kiệm được cái không gian và cái tiền vận chuyển, đó là quan trọng nhất. Đầu tiên các bạn, cảm nhận đầu tiên là cái máy nó hơi to hơn cái máy 11 năm ngoái, không? Cái cạnh vuông vức thẳng băng luôn, năm ngoái nó cong. Và cái cụm camera thì nó tương tự như năm ngoái, với điều là cái ba con mắt này nó bự hơn, nó dày hơn và có thêm một cái cảm biến ở đây, một cái đèn trợ sáng ở đây và micro thu âm ở đây. Rồi, cái điện thoại mình đang dùng một năm nay đây các bạn. Đó. Thì mình sẽ đổi mình bán cái điện thoại này. Đó, thì như mình hay chia sẻ ha, một năm mình sẽ tốn khoảng mười mấy 20 triệu gì đó để mình đổi máy. Ví dụ cái máy này năm ngoái mình mua 40 triệu đi thì cũng 52 luôn, thì năm nay mình đổi qua máy này thì mình bán coi như là mất gần nửa giá đi, thì mình gỡ lại đó, năm là mất mười mấy triệu đó. Đây, hai cái màu trắng hết cho các bạn nào thích màu trắng thì dễ hình dung ha. Các bạn thấy cái
cái cạnh inox của mình dùng một năm mình bỏ trong cái khe không á ha, mà bây giờ nó xước te tu luôn, nhưng mà mình chấp nhận điều đó ha. Đó, bây giờ cho các bạn coi cái hông trước. Rất là đơn giản dễ hiểu, từ cong tròn bo cong như cái chiếc đũa vậy, bây giờ làm thẳng băng luôn, giống như mấy cái iPad. Rồi cái khe sim đó, bây giờ nó không có nằm phía bên phải nữa mà nó chuyển qua phía bên trái đó. Bên dưới thì cũng là lining thôi, cũng loa dưới đây y chang vậy, không khác gì. Đây là phía bên phải, phía bên trái các bạn, phía bên trái ha, thì họ đưa cái khe sim qua đây, hai cái nút tăng giảm âm lượng ở đây và cái nút tắt tiếng âm thanh ở đây. Rồi ở trên thì không có gì hết, y chang nhau. Về chiều cao các bạn thấy ha, 11 Pro Max và 12 Pro Max chiều cao, cái máy 12 cao hơn, cũng khá nhiều ha, cao cũng khá nhiều. Rồi chiều bên hông thì bằng nhau các bạn ha, bên hông này bằng nhau. Mà cái này nó vuông cho nên cái cảm giác cầm nó hơi, mới đầu cầm nó hơi cứng, đại khái là vậy, cứng, nhưng mà nó không có đến nỗi là gây cho mình chảy máu cái ngón tay này hay là cắt được táo đồ này kia. Mấy cái đó mình nghĩ là những cái tin gọi là không trung thực ha. Họ làm cái gốc này các bạn, mặc dù nó vuông luôn nhưng mà cái gốc này rất là mềm ha, tức là họ đi một cái đường bo nhẹ cực mềm, nó không có sắc bén, cấn vuông nhưng không sắc bén ha, không có sắc bén nó nổi là đi gọt táo gọt rau được đó. Rồi góc cạnh vuông vức nhưng mà cho một cái cảm giác cầm cũng khá là mềm, không có đến nỗi là quá căng thẳng đó. Rồi cụm camera so với bản năm ngoái ha, chế táo thì cũng y chang đó. Các bạn thấy ba cái camera cũng 12 megapixel thôi, y chang, nhưng mà nó thay đổi cảm biến mới, có thêm một cái cảm biến LiDAR các bạn ha. Cái này nó có nhiều chức năng như là nó đo rồi khi chụp hình, khi quay phim, hỗ trợ lấy nét nhanh hơn những cái ứng dụng thực tế ảo này kia, nó xử lý. Thì đây là cái cải tiến mới trong năm nay. Cái đèn trợ sáng nó cũng nằm vị trí này và cái micro thu âm nằm đây. Các bạn thấy ha, cái cụm camera to nhờ cái cảm biến mới ha. Rất to nhưng mà vẫn 12 megapixel thôi. Đó thì nguyên một cái cụm hình vuông này nè, nó to hơn hẳn các bạn ha. Ba cái này nó nhỏ hơn. Đây, hai cái để các bạn so. Đấy. Hai cái cao hơn chút xíu. Mặt trước. Đó, mặt trước thì cũng y vậy thôi. Mình sẽ kích hoạt, mình sẽ quay tiếp cái máy này sau ha, trong cái clip sau. Mình bật nguồn lên thử thôi chứ mình chưa có active. Lên tới đây thì vẫn chưa active cái máy này. Khi các bạn bỏ cái sim vào hoặc là qua một cái bước kết nối wifi thì cái máy nó sẽ active và nó kích hoạt trên hệ thống Apple toàn cầu. Từ lúc đó thì nó sẽ kích hoạt cái chế độ bảo hành luôn, thì trên hệ thống nó biết và nó sẽ phạt mình. Thì đây các bạn thấy cái viền màn hình cũng chưa có lấn biên lắm ha, nó cũng từ cái mép inox này nó cũng vào một chút xíu. Cái tai thỏ thì nó cũng không có nhỏ lại lắm, nó cũng tỷ lệ tương đối thôi so với cái bản 11 đó. Cái tai thỏ thì nó vẫn to vậy thôi, không có gì khác biệt lắm ha. Về viền màn hình, về tai thỏ không gì khác biệt lắm đó. Nếu mà các bạn đang dùng cái 11 Pro Max thì theo mình, cá nhân mình nhận định ha, thì cũng chưa cần thiết ha. Nếu các bạn thật sự mà yêu thích cái máy này 11 Pro Max thì cũng chưa cần thiết hoặc là vội vàng gì phải đổi qua cái máy 12 Pro Max này, bởi vì mình chưa thấy nhiều cái sự khác biệt ha. Chỉ có là cái cụm camera thì nghe nói nó chụp hình đẹp hơn, quay phim đẹp hơn chút đỉnh, nhưng mà đối với con mắt của mình thì cũng khó phân biệt được cái đẹp hơn nó lắm ha, rất khó phân biệt đẹp hơn. Chụp đêm cũng đẹp hơn, thì đẹp hơn như thế nào thì từ từ mình sử dụng thì mình sẽ có những cái chia sẻ. Và một cái nữa là cái khác là cái vuông thôi, có thể là nó sang trọng hơn chút xíu ha, cảm nhận nó hơi sang hơn, nó mới lạ hơn chút xíu cái thiết kế khung vuông. Còn lại thì không có gì, không có nhiều khác biệt lắm. Cho nên nếu các bạn bán cái 11 Pro Max mà lỗ quá ha, để mua cái này
nhiều tiền quá thì cũng đắn đo chút xíu. Còn nếu các bạn kinh tế mà thoải mái mà các bạn yêu thích Apple thì coi như là năm nào là cũng làm cái mới thôi, không phải suy nghĩ. Còn cái cảm nhận sau khi khui ra cầm trên tay thì phải nói là đẹp, ha Phước, xuất sắc các bạn ha, đẹp, rất đẹp ha. Đó, vuông vức sáng loáng luôn, cái viền inox sáng loáng luôn, cực sang. Mình rất thích màu trắng, năm nay mình dùng toàn đồ màu trắng không, cho nên mình quyết định mua cái máy màu trắng. Còn màu xanh nữa, rồi màu xám xám, đó, nhiều màu. Rồi từ ngày 27 tháng 11 là ngày chính thức Apple bán ra cái sản phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam, cả 4 model cùng một lúc các bạn ha. Ở trên thế giới thì Apple chia ra làm 2 đợt để bán hàng, hai cái đầu tiên và hai cái sau là cái 12 Pro Max này và cái mini. Thì ở Việt Nam họ gom làm một phát một luôn, 4 cái, 4 model bán ra cùng một lúc ngày 27 tháng 11 luôn. Rất là nhanh ha, sau khi trên thị trường thế giới khoảng chừng 2 tuần lễ thôi, chưa tới 2 tuần lễ mình đó thì họ bán ra cái phiên bản này rồi. Cho nên là năm nay hàng chính hãng rất là hot. Thì các bạn có nhu cầu các bạn có thể đặt ở trên website Mai Nguyên. Và số lượng hàng nó cũng thiếu, rất là thiếu tùy theo từng đợt, cho nên là khi nào có hàng thì nhân viên sẽ gọi và giao hàng cho các bạn ha. Hàng chính hãng, bảo hành chính hãng do Apple Việt Nam đảm trách, cho nên là mình không phải lo. Ví dụ các bạn mua hàng xách tay thì phụ thuộc vào cái người bán, hoặc là các bạn đi qua Singapore, qua Mỹ, qua những cái nước khác mình mua đi, thì mỗi lần lỡ có chuyện gì thì phải đem cái máy đó qua bên nước đó mới bảo hành được. Apple Việt Nam, các cái trung tâm bảo hành ủy quyền của Việt Nam họ không có bảo hành Apple những cái điện thoại những mua tại nước ngoài. Cho nên là mình nghĩ là mua ở thị trường sản phẩm thị trường trong nước nó sẽ tiện lợi và ngon lành hơn rất là nhiều so với đi mua nước ngoài, và giá bây giờ cũng khá tốt, các bạn có thể so sánh giá ha. Một điểm nữa, rất nhiều bạn là nói là có những cái ý kiến là ồ iPhone ở Việt Nam mà chắc đâu dởm à, không ngon bằng iPhone Mỹ hay iPhone Úc hay là iPhone Canada. Không có các bạn ha, không có chuyện đó. iPhone là của Apple và theo đúng một tiêu chuẩn trên toàn thế giới ha. Và tùy vào cái thị trường mà họ in ấn nhãn mác chữ nghĩa cho nó hợp với cái thị trường nào đó và đúng với cái luật pháp ở cái quốc gia đó. Còn lại chất lượng sản phẩm thì mình nghĩ là không có sự khác biệt nào hết ở giữa những cái iPhone trên từng cái thị trường khác nhau. Cho nên là quốc gia nào thì mình mua phiên bản của quốc gia đó, mình nghĩ là nó hợp lý nhất. Các bạn đừng phải lo cái chuyện iPhone Mỹ ngon hơn iPhone Việt Nam ha, mình nghĩ không có chuyện đó đâu. Rồi, đây chỉ là một cái video khui hộp nhanh và vài cái cảm nhận của mình đầu tiên về cái iPhone chính hãng, iPhone 12 chính hãng sẽ bán ra tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 các bạn. Và mình sẽ có nhiều cái video hơn nữa chia sẻ về những cái phụ kiện, những cái đồ chơi, ốp lưng, máng dán, màn hình, sạc nào cho phù hợp để các bạn mua trong hàng loạt những cái video sắp tới mà các bạn đón theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. A singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. The vertical band is precision machined from stainless steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass. And tighter borders allow for even larger Super Retina XDR displays. 5G is set to change the world with radically faster speeds. The hardware and software have been optimized for the best 5G experience. A14 Bionic has a smaller 5-nanometer transistor which pushes the most powerful chip in the smartphone generations ahead. A new and improved Pro camera system makes the 12 Pro the photographer's iPhone. The larger iPhone 12 Pro Max takes these innovations even further. Its bigger sensor dramatically increases the detail captured and helps improve low light performance by 87%. The custom designed LiDAR scanner puts advanced depth mapping technology in your pocket. You can now take a night mode portrait and unlock a new world of possibilities for augmented reality.
iPhone 12 Pro smashes the benchmark for highest quality video in a smartphone. And the movie industry can now count on it as an essential piece of equipment. It is the world's first device able to capture, playback, and edit 10-bit HDR footage with Dolby Vision. iPhone 12 Pro comes in two sizes and in four finishes, including new Pacific Blue. An integral part of this year's design is MagSafe, an intelligent system of magnets that connect accessories in a whole new way. All this and more make iPhone 12 Pro the most powerful iPhone ever.